Giờ tôi xin chào các bạn. Hôm nay giờ tôi xin giới thiệu một ứng dụng rất hữu ích cho các bạn mua sắm trên các trang thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki, Shindong, v.v. Khi các bạn thấy một sản phẩm nào đó đang giảm giá 50-70% thì rất muốn mua, nhưng không biết đó là giá thật hay là giá ảo, nó có phải là giá thấp nhất hay chưa. Thì ứng dụng mà mình giới thiệu đây sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn. Đó là ứng dụng mang tên Bcode. Ứng dụng này hiện đang có mặt trên hai hệ điều hành Android và iOS. Tính năng chính của Bcode sẽ giúp các bạn theo dõi lịch sử giá trong 6 tháng gần nhất và đánh giá shop bán hàng, đồng thời gợi ý những nơi bán hàng khác. Mình xin demo thử giá của một vài sản phẩm nhé. Đầu tiên các bạn vào ứng dụng Shopee và tìm sản phẩm mà mình cần muốn mua. Ví dụ ở đây mình đang muốn mua một sản phẩm là TV Philips. Giá sản phẩm hiện tại là 4.390.000. Mình sẽ xem coi giá khi nào thấp nhất. Vào chia sẻ, sao chép link. Sau đó các bạn mở ứng dụng Bcode và dán link sản phẩm vào ô tìm kiếm này và nhấn vào hình chú ông. Đây nó sẽ ra được lịch sử giá của sản phẩm, và giá thấp nhất là 3.790.000 và giá cao nhất là 4.990.000. Thì hiện tại nó không phải là giá thấp nhất. Và đồng thời các bạn có thể tìm những nơi bán khác qua về chỗ này. Tuy nhiên nơi bán khác này nó gợi ý không có đúng cái sản phẩm đó đâu, mình chỉ tham khảo thôi. Và cuối cùng là một đánh giá shop. Đây là một shop chính thức của Philips. Và sản phẩm thứ hai mà mình muốn tìm hiểu đó là chiếc cốc sạc OK. Giá hiện tại là 249.000 đồng. Và mình xem giá trên Bcode là bao nhiêu nha. Này, sản phẩm này có giá thấp nhất là chỉ có 115.000 đồng thôi. Tức là nó không bằng một nửa giá hiện tại nữa. Mình lưu ý các bạn, vì đây là một ứng dụng đang được phát triển nên hiện chỉ có thể xem được giá của sản phẩm trên Shopee mà thôi. Tuy nhiên các bạn có thể xem lịch sử giá sản phẩm trên các trang thương mại điện tử khác thông qua tiện ích mở rộng cho trình duyệt Chrome cũng của Bcode. Và hiện tại không phải tất cả sản phẩm nào cũng xem được lịch sử giá. Giờ tôi cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.